Rồi gạt dài dài từ đây cho tới cầu Bình Điền ha, khách hàng lại lên. Rồi sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhà xe Ba Ngăn Sài Gòn Cần Thơ, nhà xe Hảo Sài Gòn Cà Mau. Rồi kẹt xe từ đây cho đến cầu Bình Điền thôi, ai thoát được cái chỗ này là sẽ về nhà được ha. Rồi lên cầu nhìn xuống như thấy toàn là nón bảo hiểm không à hả? Rồi đi xe hơi mấy ngày này là cực luôn. Rồi.
Thank you.